Phân tích Skibidi Toilet Multiverse tập 25. Wow, các bạn ơi, Titan Rickman đang đấu với Titan Cameraman. Ui, anh ấy có vẻ như đang tức giận vì bị cái cô lương hoàng bóng tối lừa gạt, nên anh ấy đã quay trở lại đối đầu với các chiến binh Titan của chúng ta. Anh ấy và Titan Cameraman, hai người đều phóng ra một nguồn năng lượng, nhưng mà nguồn năng lượng của Titan Rickman mạnh hơn. Ui không, anh ấy đã nhặt được cái nơi hái của mình nên định tiêu diệt Titan Cameraman. Oh my god, ui Titan Cameraman đang bị thương các bạn ơi. Thôi xong rồi. Đột nhiên các bạn ơi, có một tiếng nói quen thuộc xuất hiện các bạn ạ. Đó chính là anh Titan TV Man. Anh ấy đến rất là kịp thời các bạn ơi. Oh, Titan TV Man xuất hiện rồi. Sau đó anh ấy bắn ra một nguồn sức mạnh, có thể nó đang hút Titan Rickman lại các bạn ơi. Wow, ui các bạn ơi, sau đó Titan TV Man đưa cho anh Cameraman một cái khối Rubik các bạn ạ. Khối Rubik màu đen này bảo Titan Cameraman hãy đi về căn cứ đi, còn mình ở lại đối với lại Titan Rickman các bạn ơi. Wow, trận chiến này không biết các bạn đã xem chưa, còn Nhân Bibi thì chưa xem. Hy vọng trận chiến này anh Titan TV Man có thể giành được chiến thắng nha. Bây giờ Titan Rickman trong đầu anh ấy không suy nghĩ gì hết, chỉ muốn báo thù thôi, nên là nữ hoàng bóng tối lợi dụng anh ấy để chiến đấu lại các bạn ơi, để phản lại các chiến binh Titan Cameraman và Titan TV Man, cả Titan Rickman nữa. Mọi người đang xem cái video phân tích bí ẩn vũ trụ Skibidi Toilet Multiverse này của Nhân Bibi, các bạn nhớ để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực làm nhiều video hay nha các bạn nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp các bạn nha. Xem nào, Titan TV Man anh ấy có thể giành chiến thắng không? Ok, Titan Rickman có vẻ đã nổi điên rồi. Ui, anh ấy gầm lên một tiếng, nhưng mà Titan TV Man anh ấy vẫn không sợ đâu. Có vẻ như trận chiến đã bắt đầu rồi các bạn ơi. Wow, Titan TV Man cố khuyên anh ấy nhưng mà không được, thế là hai người lao vào đấu nhau luôn. Wow, ui, Titan Rickman thì là quá là khổng lồ luôn các bạn ơi. Có vẻ như chênh lệch sức mạnh rồi. Cố lên nào Titan TV Man. Ui, ui các bạn ơi, ui Titan TV Man phóng ra một luồng năng lượng màu tím vào người của Titan Rickman, nhưng mà anh ấy nhớ lại nhưng đồng đội của mình bị hy sinh hết, thế là anh ấy càng tức giận nổi điên hơn các bạn ơi. Ui, anh ấy dùng cái đuôi của mình quật vào người Titan TV Man. Ui không, wow, ngay trong lúc Titan Rickman định dùng cái mũi khoan của mình khoan vào đầu của anh Titan TV Man thì anh ấy phóng cái đầu ra luôn các bạn ơi. May quá, không có gì hy sinh rồi các bạn ạ. Sau đó tiếp tục tấn công ngược trả lại các bạn ạ. Sau đó cơ thể của anh Titan TV Man vẫn có thể điều khiển được. Anh ấy đã cắt được một bên mũi khoan của Titan Rickman, sau đó thành gươm vòng đằng sau cắt tiếp một cái sừng của Titan Rickman luôn. Titan Rickman có vẻ tức giận lắm rồi, anh ấy gầm lên một tiếng. Ui, wow, Titan TV Man nó lùi lại đi. Ui, Titan TV Man đã tránh được một cuộc tấn công. Và tiếp tục anh ấy dùng dây xích của mình để trói Titan Rickman lại, nhưng mà dây xích này làm sao có thể trói được anh ấy. Ui, thế là TV Man bị ăn trọn một cú đấm vào người các bạn ạ. Rất may anh ấy không sao. Sau đó Titan Rickman chuẩn bị phóng ra một luồng năng lượng từ miệng của anh ấy. Luồng năng lượng này rất mạnh, không biết Titan TV Man có thể chống đỡ được hay không. Chúng ta cùng nhau xem tiếp nha. Và các bạn nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ, theo dõi Nhân Bibi các bạn nha. Ui, nguồn năng lượng màu vàng. Wow, Titan TV Man đang dính nguồn năng lượng đó. Ui, nhưng có vẻ như lõi năng lượng ở ngực Titan TV Man đang hấp thụ nguồn sức mạnh đó, và Titan Rickman đã không làm gì được. Sau đó anh ta bắn trả lại nguồn năng lượng đó. Wow. Ui, cuối cùng trận chiến này Titan TV Man đã giành được chiến thắng. Nhưng mà anh ấy cũng không vui gì đâu. Còn Titan Rickman thì anh ấy đã bị thương khá là nặng. Đột nhiên lúc này bọn Skibidi Toilet xuất hiện các bạn ơi. Ui, ui, Skibidi Toilet khôn lắm các bạn ơi. Nó đợi hai người bị thương rồi nó mới xuất hiện các bạn ạ. Thế là Titan TV Man quyết định rút lui các bạn ơi. The Rickman nhìn thấy bọn Skibidi Toilet như nhìn thấy kẻ thù. Anh ấy đã nổi máu điên lên các bạn ơi, và sau đó cắn mấy con Skibidi Toilet luôn, bóp lát răng chúng luôn các bạn ơi, để trả thù cho các đồng đội của mình. Ui, nhưng mà khoan, đó chính là The Rickwoman các bạn ơi. Ui không, ui, The Rickwoman vẫn còn sống. Ui, và bọn Skibidi Toilet này mang đến một thông điệp, đó là nếu muốn The Rickwoman sống sót thì phải phá hủy căn cứ của người đeo đồng hồ. Ui, ui, bọn Skibidi Toilet, bọn chúng đang sửa lại bộ giáp cho Titan Rickman, và có vẻ như anh ấy chuẩn bị đến chỗ của Crab Command phá hủy căn cứ nơi đấy. Ôi không, anh ơi. Ui, The Rickman vì cứu đồng đội của mình nên là quyết định các bạn ạ, đi phá hủy căn cứ của Clockman các bạn. Ôi không. Tập Skibidi Toilet Multiverse 25 của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ Titan Rickman đã về đội của Skibidi Toilet rồi các bạn ạ. Hy vọng tập sau những anh người đeo đồng hồ có thể chống đỡ được cuộc tấn công của Titan Rickman các bạn nha. Bây giờ chắc có lẽ là chúng ta phải chờ đợi tập tiếp theo thôi các bạn ơi. Nhân Bibi cũng xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn nhớ like, ấn đăng ký kênh để anh Titan Rickman quay trở lại phe người tốt các bạn nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Nhân Bibi các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Ok.